Các bạn tiếp tục chương trình chia sẻ các mẫu khuân của bên mình đang sản xuất và phân phối. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn hai cái mẫu ô thoáng gió đây. Hai mẫu này là loại vuông, một loại là cỡ 35 và một loại là 20. Đấy, các bạn quan sát này. Loại này là 20 này. Loại này 35, này. Vuông 35, loại vuông 20. Đấy, các bạn có nhu cầu về dòng sản phẩm nào thì có thể liên hệ để bên mình tư vấn. Đấy, mẫu ô thoáng bên mình đang đúc đây. Cái này thì anh em thợ sử dụng rất là nhiều. Đấy, và gia đình họ cũng sử dụng rất là nhiều luôn. Nhà nào cũng có nhà tắm, nhà vệ sinh. Đấy, cho nên là họ hay thường sử dụng những cái ô thoáng này. Đấy, và các cái công trình nhà tắm, nhà vệ sinh thì rất là tiện lợi. Đó, các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ để mình tư vấn cũng như là phân phối khuân và các cái dòng sản phẩm khác nữa. Khuân đúc, viên kê, con kê bê tông. Đấy, số điện thoại của mình là Phạm Huấn 0936 863268. Đấy, số điện thoại của mình thì sử dụng đa nền tảng, các bạn chỉ cần gõ Facebook, Zalo, TikTok là ra luôn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.